Chào bạn, tôi là Văn Đức, là người quản lý sản phẩm trang siêu thị trực tuyến Coda Shop 24h.com. Trong video ngày hôm nay thì Văn Đức sẽ chia sẻ với bạn một chủ đề đang được rất nhiều người quan tâm hiện nay, đó là Cao Linh Qigong Hàn Quốc có tốt cho người bệnh gan hay không. Như bạn cũng biết, gan là một bộ phận quan trọng của cơ thể, nó đảm nhiệm những chức năng sinh lý quan trọng như chuyển hóa đường, chuyển hóa protein, chuyển hóa chất béo, chuyển hóa chất sắt, đào thải độc tố ra ngoài cơ thể và sản sinh dịch mật để tiêu hóa thức ăn. Gan có thể bị tổn hại do virus viêm gan tấn công tế bào gan. Một nguyên nhân nữa làm tổn hại đến gan đó là do uống bia rượu nhiều, đặc biệt đối với đấng mày râu như Văn Đức cũng vậy. Do đặc thù công việc đó là phải tiếp khách nhiều thì việc uống bia rượu là điều không thể tránh khỏi, và khi chúng ta uống bia rượu nhiều như vậy sẽ làm gan phải làm việc quá mức, dẫn đến cơ thể luôn mệt mỏi uể oải, từ đó có thể dẫn đến những bệnh lý nguy hiểm của gan như viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ và ung thư gan. Bệnh gan là một loại bệnh khó trị. Khi bệnh gan tiến triển thì quá trình trao đổi chất của cơ thể trở nên xấu đi, từ đó cơ thể người bệnh trở nên suy yếu và có thể dẫn đến những hệ lụy, những biến chứng có thể dẫn đến tử vong. Như bạn cũng biết, công dụng của Cao Linh Qigong Hàn Quốc được chứng minh rất đa dạng đối với sức khỏe, trong đó có việc phòng và hỗ trợ điều trị bệnh gan. Cao Linh Qigong Hàn Quốc giúp nâng cao hoạt tính của đại thực bào và các tế bào lympho của cơ thể, từ đó giúp tăng cường khả năng sản xuất interferon, giúp nâng cao hệ thống miễn dịch, từ đó có tác dụng chống virus rất mạnh và có tác dụng trực tiếp đến những tế bào gan bị tổn hại, từ đó ngăn chặn quá trình phát triển của bệnh gan. Khả năng nâng cao tái sinh tế bào gan của Cao Linh Qigong Hàn Quốc được các chuyên gia đánh giá rất cao. Chính vì vậy, khi sử dụng Cao Linh Qigong Hàn Quốc đối với những người bệnh gan sẽ giúp viêm gan thuyên giảm, đồng thời giúp phục hồi hoạt động của các tế bào gan. Ngoài ra, khi dùng Cao Linh Qigong Hàn Quốc còn giúp nâng cao sức đề kháng của cơ thể, từ đó có tác dụng tích cực đối với các bệnh lý, đặc biệt các bệnh lý về gan. Khi sức đề kháng của chúng ta khỏe mạnh toàn diện thì có thể hạn chế sự tiến triển của bệnh gan cũng như làm sức khỏe chung của người bệnh cải thiện một cách rõ rệt. Vừa xong, Văn Đức đã chia sẻ với bạn những công dụng tuyệt vời của Cao Linh Qigong Hàn Quốc đối với những người bệnh gan. Để biết thêm thông tin về Cao Linh Qigong Hàn Quốc, mời bạn truy cập vào kênh YouTube của chúng tôi. Chúng tôi đã làm một bộ gồm 5 đến 7 video nói rất chi tiết về Cao Linh Qigong Hàn Quốc. Hoặc nếu bạn đã dùng và cần mua Cao Linh Qigong Hàn Quốc chính hãng thì bạn hãy liên hệ ngay tới số điện thoại 0976148590 để được hỗ trợ mua hàng nhanh nhất. Ngoài ra, chúng tôi còn rất nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn. Mời bạn truy cập trang web coda shop24h.com theo đường link để dưới phần mô tả của video để cập nhật thêm những sản phẩm mới nhất, chất lượng nhất của Hàn Quốc và những chương trình khuyến mại hấp dẫn kèm theo. Với tiêu chí hoạt động của chúng tôi, chất lượng là uy tín, nên khi nhận hàng từ Coda Shop 24h, bạn thể yêu cầu kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Đồng thời, trong suốt quá trình sử dụng, nếu bạn phát hiện ra sản phẩm của chúng tôi là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì bạn có thể hoàn trả lại hàng cho chúng tôi và chúng tôi sẽ hoàn trả lại toàn bộ tiền cho bạn. Cảm ơn bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.